Phượng Hoàng tung cánh nó đang vô chùa Đồng Tiên. Có vượt du con trên nó dầu gì dưới suối vàng mà chim gì véo vó một đầu gió mát chắc mơ đầu.
núi chất núi mấy tầng cao
cao thấp cây trên cây tràn ngập ngập màu lá đền thờ châu bè trên thank you.
hương bóng hoàng về hôm nay thích bóng hoàng về sớm hôm nhang ngói khói nhang cùng thờ trong tình có chữ Nam Mô có chữ Nam Mô trong tình có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đi trong đồng ông bảy có phép thần Ông bảy ngồi
cầm tên triệu tử múa thanh long đao. Kìa kìa chân đông vắt chéo như không binh ngồi đọc ngóng dòng bay phượng mà ông thả khói ra thơm ngát đến phương trời. Ông bày ăn chơi có ngày binh
hùng cây đưa chén hoa lá y y a ôi gần thật ngờ. Hoa đào nằm ngoài y y a mười phần ngờ, mười phần xa có em xa xa mùa xa mùa điều tà.
rượu Bồ Đào, xin quan hoàng mười ngày nhấp cho say. Trăm hoa sao kết mộng ngày, một ngày biển cuối bắt về tay cô tiên chuộc chén rượu đào. Nên nhất tuần sơ giấc nên tiền ngọc, kính vua ta mẫu để các o nâng mời, là mời phúc đức hoàng mười rơi. A ba rơi vượt quang dâng lên tiền hồng, kính vua ta mẫu để các con nâng mời, là mời rước đức hoàng mười rơi. Ha 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 rơi rước hoàng tiền vui hôm nay chúc có con đỏ vườn ông mười về, mà hoàng về hoàng trực đến hoàng trực trực hoàng trực tâm tâm cho thách đầu ghế của hoàng đẩy lòng. Một tuần nhang từ người anh kiệt hương xưa lâm biệt văn vỏ ai qua yêu được thương dân quyết bảo vệ sơn cho dân no nhà được bất bất nợ thank you.
trông chắc ơi tuổi ông chắc đã xa. Mà nghe cô hoàng đấy năm nay mà bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa. Thank you.
huyền có hoàng mười dập dìu trên sông sông nước. Hoàng bào nhân ngọc nổ tay.
dòng làm bạc chảy chiếc đồ xuống ba la chi cuối cùng cũng chẳng thể đem đi. Cuối cùng cũng chẳng thể đem đi, đem đi cũng chẳng thể làm gì mà cho lại có tài, nhưng phải có phúc để sống thọ mà hưởng lộc phơi hoàng ơi ba. Đời người sống tựa mà tắc ngang tôi tích tích về phát được sau này, ắt về phát được sau này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong vay khăn độ. Ngà chạy suốt nó cắn vành dây của đôi đầu. Cô đôi vui chơi quán xã mà tận nào đoán giá nên nào từng để đức vua cha để từ cô. Cô số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng ngắt con tình cô đôi về đỡ Phật nợ quá âm tay cô đôi đã biển hát ngâm ba bông hải ơi ngái ngọc ở trong đồ đài
Tuyên rằng Tuyên ai mà đâu bên cô nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông chuông đêm hàng sớm về tiếng rô hoa chân chỗ bước xuống thuyền phải phải nhập cô ơi phải cái cô dập nhịp phải ba cô cầm trèo xin cô mở lái ra trèo từ cô trèo từ trở về mà phủ bóng cho tới đêm rồi tới đêm đại lộ đêm dầm mà đêm sợ đại lộ đầu thức ngóng về đền cây quế qua cửa xích đằng tới đêm rồi ngược dòng sông qua chùa Bồ Đề vào chùa Lăng Rô kéo sang chùa Ai Mộ đêm dầm đèn sợ đại ngộ đức ngẫu rồi ngược dòng sông cô ba sắp sắp đền sinh canh đẹp mê bốn mùa phong qua tới bên cô ơi xin cô dừng trèo tuyệt ta tay bên rồi cô ơi xin cô dừng trèo cô mặc vàng nhã cô lấy người nên ngàn lại ná để tới dòng mìa ba đời chờ cung phi trên thiên đình thiết đình đình đã tới kỳ Hãy subscribe
Hey, hey, hey.
Good night.
xung ra xung rinh một nhánh hoa tiên ni. Cô bé lên non sao chỉ có một mình, cô bé lên non sao chỉ có một mình. Hoa tiên ni, hoa tiên ni, vui vừa mà mới tan, nụ tầm xuân, nụ tầm xuân đón anh nắng ban mai. Hoa mưa là hoa hoa nhảy ơi à. Thank you.
tin cháu có tục truyền tháng tám hội trang tháng ba tiệc mẫu gần xa đi gần xa lúc nào trầm
khỏi bay nghi ngút tiếp xa xuân rộn ra thời đào não gian đào tình rằng cứ đêm xuân khi trong tranh gió mát cậu tôi bỏ cửa ra chơi vườn đi nào này anh nên cung nguyện cho cô tôi nhắn gửi cách ông chẳng xa là có ai nên anh nên cung trăng này anh nên cung nguyện cho cô tôi nhắn gửi một đôi ba bốn năm bảy nhờ để nước mắt ai ướt